Kính chào quý khán giả và quý bà con. Quý vị đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc mỗi buổi tối, hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2019, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và quý bà con những thông tin hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương khác trên cả nước. Mỗi hợp tác xã được hỗ trợ 50% chi phí để ứng dụng công nghệ tiên tiến, giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Lâm Đồng đã có hàng chục sản phẩm nổi bật đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Những sáng chế độc đáo của nông dân giúp giảm sức lao động và tăng hiệu quả sản xuất. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ tỉnh ta. Quý bà con thân mến, Liên minh Hợp tác xã Lâm Đồng cho biết, Liên minh thường xuyên hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới. Cụ thể, mỗi hợp tác xã được hỗ trợ 50% chi phí để ứng dụng công nghệ tiên tiến, giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Ngoài ra, hàng năm có khoảng 3 hợp tác xã được hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng để xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp. Bằng các hình thức hỗ trợ này đã giúp các hợp tác xã giảm bớt phần nào khó khăn về vốn, một trong những vấn đề bức thiết của các hợp tác xã hiện nay. Ánh Nguyệt thân mến, Ánh Nguyệt có thể kể tên những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh ta hiện nay không? Điều này thì chắc là không khó. Nhắc đến Lâm Đồng thì có rất nhiều sản phẩm đặc trưng mà ngay lập tức ta có thể nhắc qua, đó là trà, cao atiso, hồng sấy, sầu riêng, quả điều, vân vân. Quá chính xác, bởi vì đây chính là những sản phẩm đã được đông đảo người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng. Và Ánh Nguyệt biết không, để tiếp tục phát triển thương hiệu những sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng, tỉnh ta sẽ dành trên 13 tỷ đồng để thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020. Trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ là 7,9 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị tham gia chương trình. Đây là nội dung triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn năm 2018-2020 trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, Lâm Đồng đã đặt ra mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Những sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên cơ sở khai thác lợi thế, so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gốc gen, tri thức và công nghệ ở Lâm Đồng sẽ được ưu tiên hỗ trợ. Khánh Tường này vừa rồi khi nhắc đến các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng Lâm Đồng, Ánh Nguyệt thiếu sót khi không nhắc đến cà phê. Ở tỉnh ta có không ít thương hiệu cà phê rất nổi tiếng. Đúng là cà phê chính là sản phẩm đặc trưng của cả vùng đất Tây Nguyên, nhưng mỗi địa phương lại phát triển những dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng, hương vị cũng độc đáo, khác biệt. Tuy nhiên hiện nay những khó khăn về giá tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến mặt hàng nông sản này. Vâng, mặc dù như vậy, trong bối cảnh khó khăn này thì cũng có một tín hiệu tốt, đó là sau một tuần rớt giá rất thấp, chỉ còn 29.000 đồng một ký, mức giá thấp nhất trong vòng 10 năm qua, khiến người trồng cà phê lo lắng, thì đến ngày hôm nay, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đã tăng lên, dao động trong khoảng 2.500 đồng một ký. Hiện giá cà phê nhân xô của Tây Nguyên ở thị trường nội địa đạt mức giá dao động từ 30.500 đến 31.500 đồng một ký. Trong 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai, giá cà phê Robusta của Lâm Đồng hiện đang ở mức thấp nhất, chỉ có 30.500 đồng một ký, trong khi các tỉnh còn lại giá dao động từ 31.300 đến 31.500 đồng một ký. Tuy vậy, mức giá này vẫn đang thấp hơn từ 5.000 đến 8.000 đồng một ký so với năm ngoái. Riêng cà phê Arabica luôn có giá cao hơn cà phê Robusta và thời gian qua không bị rớt giá, trái lại luôn có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng dự báo trong thời gian tới sẽ chững lại. Theo số liệu của Hải quan, khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm của nước ta giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là cà phê Robusta. Nguyên nhân là do thị trường cà phê lớn nhất thế giới là Brazil năm nay được mùa, ảnh hưởng đến giá mặt hàng cà phê trên thị trường thế giới. Theo như Ánh Nguyệt được biết thì hiện nay nước ta đang đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta. Đúng vậy, và thưa quý vị, tiếp theo đây sẽ là cập nhật thêm thông tin giá cả một số mặt hàng nông sản đáng chú ý trong những ngày qua. Giá ớt tại các tỉnh phía Bắc liên tục tăng vọt lên mức trung bình 70-80.000 đồng một ký, một số nơi 90-100.000 đồng một ký. Theo nông dân và thương lái, đây là mức giá cao chưa từng thấy. Tại vùng chuyên canh trồng ớt xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hiện giá ớt đang ở mức bình quân lên tới 75-80.000 đồng một ký. Hiện nay, giá vải thiều chín sớm bán tại vườn đang dao động từ 45.000 đến 55.000 đồng một ký.
Tại chợ Dân Sinh Hà Nội, giá bán dao động từ 50.000 đến 80.000 đồng một ký. Thông tin từ nhiều người bán vải, do vải đầu mùa nên giá khá cao. Tại các siêu thị, vải thiều bán từ 75.000 đến 90.000 đồng một ký. Trong khi đó, nhiều hàng tại chợ lẻ, xe bên đường có nơi giá bán chỉ 30.000 đồng một ký vải quả đầu mùa. Liên tục chương trình, những sáng chế độc đáo của nông dân giúp giảm sức lao động và tăng hiệu quả sản xuất. Chuyên mục con số hôm nay, gạo, cà phê, hồ tiêu hụt hơi trong xuất khẩu 4 tháng đầu năm. Chuyện nhà nông, nông dân Lâm Đồng làm theo Bác từ những điều giản dị. Thưa quý vị, xin được chuyển đến những câu chuyện đáng chú ý khác. Khánh Tường thân mến, Khánh Tường có biết những loại máy móc mà người ta hay dùng để kéo những cây gỗ khi khai thác lâm nghiệp hay không nhỉ? Tất nhiên là Khánh Tường có biết rồi. Thường thì người ta hay dùng xe cẩu hay là các loại máy móc nông nghiệp cỡ lớn để kéo hay là tời cây. Nhưng mà chi phí hơi cao và cũng hơi khó khăn khi đi vào những địa hình phức tạp. Đúng là như vậy. Nhưng một thiết bị sau đây, theo sáng chế của anh Nguyễn Văn Vũ ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này. Chúng ta hãy cùng đến với sáng chế độc nhất vô nhị của anh nông dân này quý vị nhé. Đây là chiếc máy tời cây theo sáng chế của anh Nguyễn Văn Vũ. Anh Vũ cho biết, trong một lần đi mua cây trong vườn, thấy mười mấy người kéo một gốc cây chừng 3-4 mét, đường dốc một tí là bị dội lại, kéo không đi. Một lần tình cờ qua phà, nhìn thấy công nhân kéo bá lan mở bàn phà, nên anh đã nảy sinh ý định về chế thử rồi thành công. Máy tời cây được chế tạo rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, vì nó có thể thay thế con người kéo khối gỗ khổng lồ về nhà sau khi hạ đốn. Thì tất nhiên bây giờ là cái máy này là máy Honda bình thường. Máy Honda bình thường thì mình chạy ví dụ như mình xài nhông nhỏ mà dĩa lớn. Trong khi đó mình chuyền qua đây, chuyền qua là 3 bộ nhông. Từ nhông nhỏ đến dĩa lớn, rồi nhông nhỏ qua dĩa lớn. 3 giai đoạn như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh phi thường. Đầu tiên tôi chưa chế cái máy này thì tôi tốn công rất là nhiều. Mà làm không có được việc bao nhiêu cả. Tại vì nó rất là nặng. Khi máy hoạt động chỉ cần 3 người làm việc trong 2 giờ, trong khi đó vài tấn gỗ to phải cần 30 người lăn đẩy trong một ngày. Ưu điểm của chiếc máy tời cây là len lỏi tận vùng sâu, hẻm hóc hay kênh mương chằng chịt mà không cần thêm máy xúc, máy cẩu. Giải pháp sáng chế này đang được nhiều người ở An Giang học hỏi và tỏ ra thích thú khi tiện ích của nó được ứng dụng hiệu quả trong đời sống. Và cũng là câu chuyện về sáng chế, sau đây sẽ là một câu chuyện ở tỉnh Gia Lai. Thưa quý bà con, đối với những người nông dân trồng mì tại huyện Krông Ba, không ai là không biết đến anh Phạm Văn Tỉnh, sống tại tổ dân phố 6, thị trấn Phú Túc, người đã sáng chế ra chiếc máy cày thu hoạch mì cải tiến, giúp nông dân giảm thiểu sức lao động trong thu hoạch. Nếu như những năm về trước, bà Nguyễn Thị Luận ở tổ dân phố 12 phải bơm nước vào rẫy mì trước một ngày để cho đất ẩm thì mới có thể nhổ mì. Còn bây giờ, trên 5 hecta mì của gia đình với chiếc cày thu hoạch mì cải tiến, gia đình bà có thể thu hoạch trực tiếp mà không cần bơm nước cho đất. Từ cái năm mà có sử dụng cái máy này là bà con là đỡ được công này, đỡ được cái sáng bắt đầu chặt cây là cày xong là chiều là có thể bốc mì về được. Ngày xưa là bơm nước là bơm phải ngày hôm trước ngày hôm sau và nhổ mì nó hao công hơn. Nếu mà chưa sử dụng cái máy này thì nó bất tiện rất là nhiều. Anh Tỉnh bắt đầu sáng chế cày thu hoạch mì cải tiến từ đầu năm 2013 và đến cuối năm 2013 đã cho ra phiên bản hoàn thiện. Chiếc cày gồm 3 bộ phận, khuôn, trụ và lưỡi. Trong đó, khuôn cày có độ rộng từ 1,5 đến 2 mét, chiều cao 1,2 m, thích hợp để lắp ráp vào các máy cày của bà con nông dân với giá dao động từ 9 triệu đồng cho cày 1 trụ và 12 triệu đồng cho loại 2 trụ. Ưu điểm của cái máy này là cày nó nhẹ nhàng hơn. Củ mì nó không bị gãy, ít bị gãy hơn so với cỏ người ta, nên là người ta cái số lượng đặt hàng đến là rất là nhiều. Sâu ở dưới Xuân Phước này, IA3, Bình Thuận và Ninh Thuận, những người xa người ta thí dụ người ta mua về một người thì người ta thấy hay hiệu quả rồi người ta lại mời người khác lại đặt tiếp. Với sáng chế của mình, anh Tỉnh đã giúp ích rất nhiều cho những người nông dân, giúp họ vơi đi sự vất vả của cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Anh Tỉnh chia sẻ, chiếc cày thu hoạch mì cải tiến ngoài việc giúp giảm công sức cho việc thu hoạch còn có tác dụng xới đất để nông dân trồng các cây trồng khác vào mùa vụ sau. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 10 đến gần 14%,
Đây là mức giảm về giá của các mặt hàng gạo, cà phê và hồ tiêu nước ta so với mức giá xuất khẩu cùng kỳ năm 2018. Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, 4 tháng qua giá trị kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng như gạo, cà phê, tiêu có xu hướng giảm. Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 với 35,4% thị phần. Giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm đạt 434 đô la Mỹ trên 1 tấn, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 629.000 tấn và 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,4% về khối lượng và giảm 22,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Mặt hàng tiêu cũng vẫn chìm trong ảm đạm khi khối lượng xuất khẩu 4 tháng ước đạt 105.000 tấn và 276 triệu đô la Mỹ, tăng 21,4% về khối lượng nhưng giảm 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Trong bối cảnh nhiều mặt hàng giảm đáng kể về kim ngạch xuất khẩu, thì một số mặt hàng như trái cây, thủy sản, đồ gỗ đã có những bứt phá ngoạn mục kéo lại cán cân xuất khẩu. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và quý bà con, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào sâu rộng trong mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong từng đoàn thể và cá nhân trên cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Mỗi cá nhân trên từng cương vị công tác và vị trí việc làm của mình đều có những hành động học tập và làm theo Bác một cách thiết thực để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phong trào này với những nông dân Lâm Đồng. Nông dân Lâm Đồng, nông dân của nền nông nghiệp công nghệ cao, luôn chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất để đạt được những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều nông dân gắn bó với cây trồng không chỉ vì lợi nhuận và thu nhập, mà còn cả về tình yêu và sự phát triển các loại nông sản địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Liêm, nông dân làng hoa Vạn Thành, thành phố Đà Lạt là một ví dụ. Bà gắn bó với nghề trồng hoa nhiều năm nay, không chỉ chăm sóc hoa đạt năng suất cao mà bà luôn có ý thức gìn giữ, phát triển những loài hoa cổ quý hiếm của Đà Lạt như những bông hoa lây ơn lúa này. Để học hỏi theo gương của Bác á, thì mình cũng phải chịu khó tăng gia sản xuất này. Rồi nhiều khi làm cái hoa thì nó cũng rất là phức tạp. Như bữa trước thì chỉ có những cái hàng bông nó đơn giản thôi, nhưng mà bữa nay nó ra rất là nhiều. Cho nên là mình cũng đang cố gắng để tìm tòi cho nó có thật nhiều màu hoa và nó nhiều giống hoa nữa. Như Bác Hồ đã dạy là mình phải cố gắng tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, vừa kinh tế gia đình và vừa phát triển thêm kinh tế đất nước nữa. Hiện Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng có hơn 160.000 hội viên, thì có đến gần 67.000 hội viên đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Những nông dân khá giả lại giúp đỡ những nông dân khó khăn phát triển sản xuất. Đặc biệt, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền gần 23 tỷ đồng đã cho 761 nông hộ vay phát triển kinh tế. Cái này do cái Hội Nông dân thúc đẩy cho bà con cho mình, rồi sau đó mình đi tìm tòi học hỏi với anh đi trước á, tự nhiên quyết tâm bản thân chăn nuôi bò sữa. Bữa trước là vay vốn ngân hàng phát triển nông nghiệp là có ba con, rồi sau đó tiếp là vay vốn của Hội Nông dân nữa là mua thêm một con nữa. Các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân ở huyện thì hầu như là tập trung vào hỗ trợ cho người dân về chăm sóc cà phê. Nhưng năm 2018 thì có nguồn quỹ hỗ trợ nông dân nguồn trung ương thì với số vốn là 500 triệu hỗ trợ cho 10 hộ chăn nuôi bò tại địa phương, mỗi hộ cũng được 50 triệu. Học tập Bác có ý nghĩa thiết thực nhất chính từ những điều giản dị, bởi những điều giản dị là những điều gần gũi, dễ hiểu, dễ làm, gắn với lợi ích thiết thân của mỗi cá nhân trong đời sống. Vì vậy, nông dân Lâm Đồng làm theo Bác từ việc ý thức tự vươn lên, làm chủ trong sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế đến năng động sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị và bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện về số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.